Bên cạnh công tác giám sát ngăn chặn không để vi phạm trên đất nông nghiệp mới phát sinh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên còn tập trung giải tỏa các vi phạm cũ. Từ cuối năm 2021 đến nay, xã Trung Nghĩa đã giải tỏa gần 40 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trong đó, riêng ngày 6 tháng 5 vừa qua, xã đã lập biên bản và tiến hành tháo dỡ 20 trường hợp xây dựng lều lán nhà cấp 4. Hiện còn gần 60 trường hợp, chủ yếu là vi phạm từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 16 tháng 3 năm 2016. Để xử lý dứt điểm các trường hợp trên, bên cạnh sự hỗ trợ của thành phố, xã sẽ huy động đoàn thể vào cuộc để tuyên truyền giải tỏa trong thời gian tới. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động và có những trường hợp nào mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định và không để cho phát sinh cái vi phạm mới.